tim. Bạn sẽ chẳng thể lường trước được hàng tá vấn đề sẽ phát sinh khi bạn chưa thực sự tìm cho mình được nhà cung cấp vật tư uy tín chất lượng. Tin tôi đi, đấy là điều thực tế đã xảy ra với tôi trong hơn chục năm lăn lộn trong giới gia công lĩnh vực cơ khí. Dù đã bỏ ra rất nhiều công sức tìm các vật liệu đánh bóng khác nhau, cũng như tìm kiếm các nhà cung cấp mang tính ổn định cao. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể khắc phục được tình trạng hàng hóa kém chất lượng, cũng như nhịp điệu cung ứng bên nhà cung cấp mất ổn định. Dù đã xây dựng cho mình đầy đủ các quy trình đánh bóng, nhưng lại không lường trước được những khó khăn khi kiểm soát các luồng vật tư, cũng như quá trình đánh bóng mài bóng không thực sự mang lại hiệu quả cao. Dù thường xuyên thay đổi vật tư, cập nhật các quy trình đánh bóng, mài bóng mới và mất rất nhiều thời gian cho các công đoạn ấy, thế nhưng vẫn nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến bề mặt inox xấu. Nhiều năm cố gắng thích nghi với những vấn đề trên, nhưng kết quả chẳng thể khá hơn. Vô hình chung đẩy các công nhân gia công vào thế bị động do không thể lường trước được tiến độ công việc và phải phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố liên quan đến bề mặt inox. Không đẹp gia công tốn thời gian, tốn nhiều chi phí cho vật tư. Lần là hầu hết các công ty úp ứng vật tư đánh bóng nhập khẩu tôi được biết tới công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vật liệu và công nghiệp VQ với công nghệ hiện đại tiên tiến. Vật tư bền bỉ uy tín cao đã giúp tôi xử lý tất cả các vấn đề mà tôi gặp phải từ trước đến nay, như xử lý các vết xước vô cùng tinh tế và đẹp mắt, các mối hàn DC mài bóng không tì vết. Giờ đây, toàn bộ vật tư mà công ty tôi dùng đều do VQ cung cấp. Mỗi sáng thức dậy tôi không còn lăn tăn về vấn đề tìm nhà cung ứng uy tín, chất lượng. Vì cuối cùng thì tôi đã tìm ra câu trả lời cho tất cả các vấn đề của tôi. Điều mà trước đây tôi phải mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm, mới tìm được câu trả lời. Dưới góc độ là một người gia công đánh bóng kim loại, thứ tôi thích hơn cả là các vật liệu đánh bóng chất lượng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, mài bóng nhanh và hiệu quả. Từ đó tôi dễ dàng làm chủ được công việc của mình và an tâm lao động. Nếu bạn na gặp phải các vấn đề giống như tối thế còn chờ gì nữa mà không mau nhanh chóng kết thúc các vấn đề này bằng các gọi ngay đến 0982620546 để được chủ động trong công việc giống như tôi vậy.